Chiều ngày 14 tháng 10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riền và Công an xã Long Hà đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của bà Nguyễn Thị Ái, 72 tuổi, ngụ thôn 1, xã Long Hà, huyện Phú Riền. Nạn nhân được phát hiện tử vong dưới suối vào chiều cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Công an xã Long Hà nhận được tin báo bà Nguyễn Thị Ái mất tích. Người nhà bà Ái và người dân tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Trong quá trình tìm kiếm thì con dâu của bà Ái là chị Trần Thị Hoa, 45 tuổi, ngụ thôn 1, xã Long Hà. Khi đi xuống khu vực suối nước thôn 1, xã Long Hà, cách nhà bà Ái khoảng 100m thì phát hiện đôi dép của bà Ái đang nằm dưới suối. Nhận được tin báo, Công an xã Long Hà đã phối hợp với lực lượng dân quân xã đến hiện trường nơi phát hiện đôi dép của bà Ái để cùng với bà con nhân dân thôn 1, xã Long Hà tổ chức đi dọc theo khu vực suối nước để tìm bà Ái. Đến khoảng 14 giờ 50 phút chiều, người dân mò phát hiện thi thể của bà Ái tại đoạn khúc cua của suối nước cách cây cầu liên thôn giữa thôn 1, xã Long Hà và thôn Tân Hưng, xã Bù Nho khoảng 150m, nên tổ chức trục vớt đưa nạn nhân lên bờ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.